Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Tiến độ thăng cấp. Tiến độ thăng cấp. Thăng cấp tiến độ sửa đường. Phúc lợi cao, đãi ngộ cao. Thời gian trôi qua nhanh, trong chớp mắt đã trôi qua 10 ngày. Đào được rồi, đào được đến tầng than đá rồi. Giỏ than đá thứ nhất. Bíp, tiến độ xây dựng của mỏ than đá đạt đến 90%. Bíp, khu mỏ bắt đầu sản xuất ra than đá. Xuống quặng, bắt đầu đào. Thịt nướng, trứng gà, mì lúa mạch, cơm trắng. Chúng ta thật sự có thể ăn ngon như vậy sao? Cũng không phải là mỗi ngày, còn phải xem hậu cần cứu tế. Nhưng mà bữa nào cũng có thể ăn no, cho dù không có thịt, cũng có canh cá. Nếu như sau này mỗi ngày đều ăn ngon như vậy, sợ nhất là đại đương ra đi rồi, chúng ta sẽ bị đánh về nguyên hình. Sao thế? Ngươi không tin tưởng hắn sao? Đại đương ra từ trước đến nay nói được làm được, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Ngươi xem cái tên trước cắt xén đồ ăn của chúng ta, mỗi ngày là 50 cân lương thực. Muốn để cho 37 thợ mỏ ăn 3 bữa, bị chúng ta báo cáo đến đại đương gia lập tức đuổi hắn ra khỏi đó. À ta. Cho dù thỉnh thoảng đồ ăn không ngon, nhưng thứ mà hắn ăn cũng giống chúng ta. Vì thế cho dù cùng nhau ăn cám, trong lòng của mọi người cũng không có oán niệm gì. Hắn chính là đại đương gia sao, trẻ tuổi thật. Cô gái bên cạnh có lượng ăn cũng rất lớn. Đó là con gái của đại đương gia, hơn nữa tốc độ của một mình cô ta đào có thể bằng 10 người chúng ta. Đại đương gia nói làm nhiều thì được nhiều, cô ta ăn nhiều một chút cũng rất bình thường mà. Không ngờ một đại nhân vật như vậy lại cùng xuống đào quặng với chúng ta. Còn cho rằng sẽ giống với mấy lão gia chỉ biết cao cao tại thượng phát hiệu thi lệnh. Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Mấy ngày hôm trước thật sự là không có thịt, đại đương gia còn lên núi săn bắt. Ngươi có gặp qua vị đại nhân vật nào bằng lòng hạ mình vì chúng ta như vậy hay chưa? Có thể đồng cam cộng khổ với chúng ta mới là đại đương gia của chúng ta. Mọi người cố lên. Đào nhiều quặng, sau này mới có thể sống được những ngày tháng tốt đẹp. Ừm. Hành vi đồng cam cộng khổ của ký chủ khiến cho thợ mỏ thăng cấp tích cực. Bíp, quặng than đá đi vào giai đoạn khai thác ổn định. Khu mỏ đã đi vào sản xuất. Xem ra chuyện có thể làm đều đã làm rồi. Tiến độ 100%, đồ ăn, tiền công, nhiệm vụ xong hết. Mấu chốt vẫn là ngưu nựu, nếu không cũng không có nhanh như vậy. Vất vả rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến khu mỏ tiếp theo. Nếu như không thể khai thác đủ than đá, có thể sẽ làm rất nhiều người chết lạnh. Mùa đông sắp tới rồi. Vò này cũng đủ dùng rồi. Đem máu độc ở bên trong dùng nước làm loãng, mấy tháng sau có thể để cho bãi cỏ hóa thành đất cát. Đa tạ chủ thượng đã ban ơn. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.